Chào các bạn đến với kênh Huế Vlog, người Long An sống, người Long An. Thầy nấu bánh canh thịt bò các bạn. Bánh canh thịt bò ngon lắm các bạn. Có cái đỏ với nấm nữa các bạn. Thịt bò luôn. Đây, bên đây một tô nữa. Rồi, mời các bạn cùng hai chồng nha các bạn. Hey, ngon quá, ngon quá. Thêm cái bên đỏ luôn nữa. Mời các bạn. Cái này ăn ba con bánh canh. Ừ. Rất nhẹ nhàng, cháu không? Làm bánh canh này ngon hơn ha, tại sao kia ngon hơn vậy? Cái này mua chỗ này không ạ? Không cá à? Rồi cái ăn gì khác nữa? Thấy cộng vậy là được, thì chỗ nào cũng được. Rừng xe bự được rồi. Ha ha, bánh canh cái gì mà mềm mềm lắm, trời ơi quên nè. Bánh canh ăn nhiều lắm. Biết bánh canh một lần bây giờ không có canh là đẹp quá nó ăn cũng ngon lạnh ăn nhé mình dành phát sợi đó hơn. Chơi gì vui không? Bà áo gói nè. Ừ. Bữa nay nó không cá được. Không có giặt hôm qua gói nay kia nó giặt hôm nay để xong con buôn nó cắn rồi lại nữa. Mai giặt lại nó. Nó sẵn dạng cá luôn rồi. Ha. Đồ á. Ngon không? Ngon không? Không, chưa đây không tóc. Không ngủ rồi. Rồi hết rồi. Dùng cơm ăn tưởng ăn không đói không à. Ừ. Dùng cơm ăn nào có đang ăn nhiều. Ừ. Nhân nó ít hả rồi. Rồi. Thì nãy mua bánh canh.
gì nữa. Tối mình ăn hết dừa thôi, ăn ngon quá cũng tốt. La kìa. La dưỡng. Ừ. Không. Nó kéo không còn thằng nào kìa. Còn nước mà. Còn đã bánh canh nữa kìa. Cắp tu. Xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi, cũng rất vui lắm. Thứ nhất là cái kênh ủng hộ nhé các bạn. Các bạn. Chào anh ấy. Cấp chào. Ở lớp chào chào mấy. Còn miếng xào bây giờ cũng phải làm hết luôn. Như vậy ngon hả? Bây giờ không đúng no à. Cho anh béo á. Tôm khô có nếp mỡ không vậy? Có nếp mỡ à? Mình cháy. Làm hết luôn. Hết rồi ông ơi.